Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn một cái cách để chỉnh tốc độ quay của cái hộp mực. Có nghĩa là khi mà các bạn nhận máy về á, thì nó đã có một cái thông số trong máy rồi. Thì sau khi các bạn chạy một thời gian dài á, thì cái lượng mực nó bơm nhiều á, thì không biết nguyên nhân vì sao nó bơm nhiều và đậm. Thì cách để xử lý cho cái hộp mực nó bơm ít lại thì có nghĩa là lượng mực nó bơm vào trong máy nhiều quá, thì các bạn sẽ vào cái máy lạnh để chỉnh hạ cái thông số xuống cho nó thấp lại để cho mực nó vừa phải thôi. Thường thì có nhiều người là họ sẽ nhập máy về và họ chỉnh cho các bạn với cái độ mực là có nghĩa là phủ đầy rồi phủ nhiều, thì sau này các bạn in nhắn thì thấy đậm quá, nói chung những cái file có hình ảnh thì rất là đậm. Thì nếu mà in số lượng nhiều á, thì nếu mà in số lượng nhiều thì sẽ làm khó cho bọn khi nó dính mực nó nhiều quá, nó dính là khó lái ra. Thì mình sẽ hướng dẫn cho bọn cách để canh chỉnh cho nó hạ xuống bớt. Thì mời các bạn theo dõi nè. Đây cái dòng máy Dico này đó, thì đây cái dòng máy Dico này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em nhé. Thì đây, trước tiên các bạn bấm cho mình nút vào 3 lần, bấm 107 và bấm giữ nút stop này. Đó, sau khi nút stop nó lên rồi thì chúng ta sẽ bấm nút copy trên cùng á, thì chúng ta sẽ nhập một cái mã lệnh để vào chỉnh cái độ bơm mực nè. Thì chúng ta sẽ vào lệnh là 2906 nhé. Đây này, 2906 này. Đó. Thì chúng ta sẽ xem nè, hiện tại thì cái số thông số mặc định của máy là ở 9.7. Nếu như trường hợp của bọn mà ở vượt quá 9.7 là 12 chấm hoặc 10 chấm vân vân, thì cái lượng mực nó bơm rất là nhiều, thì chúng ta nên hạ xuống. Ví dụ như chúng ta thấy đậm quá đậm á, thì chúng ta có thể hạ xuống 8 luôn, hạ xuống 8 chấm vẫn được nè. Sau khi chúng ta hạ 8 này, ví dụ mình bấm này 8.0 này, đó. Ví dụ như mình hạ xuống 8.0 này, đó. Sau khi các bạn hạ bấm rồi, các bạn chỉ cần bấm nút Enter và nó lưu lại thôi. Còn mình nếu mình không lưu thì mình vẫn giữ nguyên chế độ của máy là 79.7 này. Thì cái thông số này nó chạy là do bên mình là hình ảnh, nói chung là tất cả chữ rồi hình ảnh nét đó. Thì mình đã hướng dẫn cho bạn là cách để canh chỉnh cho cái lượng, đây là cái lượng mực của bơm này đó. Thì chúng ta sẽ dùng vì chỉnh đây là chỉnh TD sensor bơm này, thì chúng ta còn chỉnh hạ thấp thì nó còn bơm ít lại, cái số vòng quay nó quay ít lại. Đó là cách để canh chỉnh cái lượng mực nhiều hay ít trên dòng máy Dico nhé. Đó. Thì cảm ơn các bạn. Nếu thấy ha thì nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh, như đăng ký kênh, chia sẻ nhiều video cho anh em trên kênh YouTube biết, giúp đỡ những anh em mà ở xa không dịch vụ đồ này nọ là khó khăn. Thì anh em cứ rep tin nhắn, mình sẽ hỗ trợ anh em hết mình. Cảm ơn các bạn.